Hôm nay là ngày ngày lễ sẵn ở đây đó, là ăn kỷ niệm ngày cưới của em và chào em luôn, ngày 28 tháng 5. 19 năm. 19 năm ha. Dạ. Hello mà cô chú anh chị, hôm nay ở bên Mỹ là có lễ cho nên em sẽ đi ra ngoài chợ em mua chút đồ để về nhà nấu ăn cho nguyên gia đình ăn. Hôm nay là đại gia đình ăn nha, không phải là một gia đình em. Hôm nay thì đi qua nhà của chị em ăn, thì em coi trong đó coi có gì thì em mua, rồi em sẵn quay cho ông bà cô chú sơ sơ nha. Hôm nay thứ hai ông bà cô chú anh chị thấy là nó hơi khác hơn ngày thường không? Bởi vì là lễ của lính á, cho nên là nhiều người ta được nghỉ ngày thứ hai luôn. Cũng có những cái tiệm nail á, người ta được nghỉ và cũng có những tiệm nail người ta làm luôn á. Hôm nay là em đi chợ của Việt Nam á, là em mua một chút đồ và sau đó em đi qua chợ khác em đi luôn. Khung cảnh rất là đông luôn á nha. Có những cái tiểu bang khác á, người ta đi qua đây người ta đi chợ nè, tại vì có những tiểu bang khác á, người ta không có đồ tươi, chỉ có đồ đông đá mà không có, nhiều khi không có nhiều á. Đây nè ông bà cô chú, khung cảnh hôm nay rất là đông luôn á nha, nhiều người ta đi nè đó. Thứ hai thường thường là vắng lắm phải không, hôm nay là đông mà. Hôm nay em làm cái có một cái món chấm có liên quan mắm nêm, em sẽ mua chai này. Chai này thì đây giá đây nè, 359. Cái này là mắm nêm nguyên chất luôn, nó chưa pha nha, em tự mua pha về nhà pha. Đông quá đông luôn nè ông bà cô chú. Đó, đông kinh khủng luôn. Em mua cái này đây, nhà em hết rồi, em mua cái này. Tỏi. Đó, đông không? Đông kinh khủng luôn. Định đi qua chợ Đại Hàng mua salad á, mà em thấy salad đây cũng ngon nè, em mua luôn. Ở đây salad này nó tươi nè, nó không bị dập á. Em lấy cái này đi, cái này nó cuốn nó ăn ngon. Lấy hai bó này đi. Hôm nay á, là có tiệc là em cho chồng em uống bia một bữa luôn. Thường là anh không có uống không bà cô chú, hôm nay anh uống, cho anh uống một tí đi, anh không uống nhiều, cho nên ở đây nó có là hai loại, một loại là 24 chai nè, đó nó để 24 và ở đây cũng có 12 chai, do là anh uống ít á cho nên cho uống 12 chai đi. Cái một thùng cái này á là nó có giá nè 19.99 mà nó sale còn 15.99, là đây nha ông bà cô chú. Đó sale rồi, lấy cái này đi. Rồi nó nặng quá. Ôi đây rồi, xong. Do là lễ của lính á cho nên á lúc mà người ta tính tiền á, ở trên bàn người ta có để cái lá cờ Mỹ không bà cô chú. Ở ngoài đường á thì xe bắt đầu nó kẹt dần dần rồi ông bà cô chú. Mới nãy em đi chợ Việt Nam ông bà cô chú, em cũng thấy nữa, thấy cũng ngon mà, em thấy bên đây nó cũng ngon nè, sẵn em đi vô qua bên đây mua bò luôn á nè, thấy vài trái em lấy cái bọc. Hôm nay thì cái này nó có 1 đồng, dưa leo 1 đồng 99 sen luôn á, cho 1 phao á nha. Em sẽ mua nấm này nè ông bà cô chú, nấm đùi gà. Nấm đùi gà này sao hôm nay em nhìn bên đây không có ngon ta, nó hơi màu ỉn màu rồi nè. Để em đi lại đây em coi nấm, đây nữa nè, mua nấm bên đây đi. Cái này là 1 đồng 49 sen cho một cái này nè. Nhà em á là thích ăn nấm đùi gà nướng. Mới nãy em đi chợ Việt Nam, bây giờ em đi qua chợ Đại Hàng á để một hồi mua cái bò. Măng tây nè ông bà cô chú có 99 sen nè. Rồi này nhìn có không có ngon mấy mà ta, mỗi lần ngon mà sao hôm nay mình thấy nó hơi bị già già sao. 2 cây đi hả, 2 que đi. Mẹ em thích ăn cái này lắm, mà ăn cái này ăn đồ nướng mà có măng tây là đã lắm. Lấy 2 bó đi. Hôm nay chắc em mua bò này nào bà cô chú, em sẽ mua bò này đi, mua 2 dĩ đi. Tại nhà em hôm nay ăn đông á nên mua 2 dĩ này. Đó, 2 dĩ nè.
Nè, em hay mua mực ở đây nè. Mực ở đây nó bự mà nó ngon không? Hai con luôn. Hai con có 10 đô 30 cent nè. Nè ông bà cô chú, hôm nay nhà em ăn là bò nướng, bò và tôm với mực nướng. Thì ở đây thì cũng có là cái mấy cái rau để ăn kèm nè, măng tây nè, rồi và có cái gì, cái này là nấm đồ gà, và đặc biệt là chấm, món chấm là phải cho ngon là mắm nêm đây, và có bún. Nếu mà ai ăn muốn ăn bún thì ăn, không ăn thì thôi, không sao hết. Và ở đây cũng có là rau nè, rau này rau nhà chồng đó nha, là không tốn tiền để mua rau luôn á. Chỉ có tốn tiền là giống mua dưa leo xà lách thôi. Dưa leo là mua ở nãy đó. Rồi, cũng bò nè, bò cu bê luôn á nha. Cu bê loại bát á. Cái này nè, chị em mua ở đâu? Chị mua khô gờ mới. Khô gờ đó. Và ở đây nó có là cái này là gọi là gì, cái chảo hả? Cái đồ nướng đi ha. Đồ nướng là nguyên gia đình ăn nè. Đó, nếu mà nướng này thì mình phải có là bơ, cây bơ á. Rồi, xong. Xin chào ông bà cô chú anh chị đã quay lại kênh YouTube của gia đình em nha. Hôm nay là ngày lễ của Mỹ á, là ngày Memorial Day á, là ngày lễ tạ ơn của lính. Thì bây giờ á, gia đình em á thì cũng ăn quây quần cùng với nhau, thì mời ông bà cô chú anh chị ăn cùng gia đình em nha. Mời mẹ, mời anh, mời chị, mời anh. Mời Trang nha. Hồi năm ông bà cô chú là cũng nhà em cũng ăn mấy cái tiệc này, nhưng mà ngày hôm nay nhà em thì ăn hôm nay là có đồ nướng á, nhắm bò hải sản nướng đi, chấm với mắm nêm. Nè, con hai ông bà đi, con hai ông bà đi. Hai ông bà. Bỏ nó ra thử xuống bếp đi. Út Trang không ăn áp bò đâu, giờ Trang ăn barbecue rồi con. Bò nướng. Ăn cái này là mình sẽ ăn cuốn nha ông bà cô chú. Ở đây thì mình có bún, nhưng mà ai muốn ăn bún rồi ăn. Chị mà thường là nếu mà mở cái TV này là bún là sẽ no anh hả? Xin mẹ đó mẹ. Hôm nay có chồng em nè ông bà cô chú. Ảnh lễ á, ảnh không giao hàng á. Ngày lễ sẵn ở đây á, là ăn kỷ niệm ngày cưới của em và chồng em luôn, ngày 28 tháng 5. Mấy năm mà anh? 9 năm rồi. Trời ơi 9 năm. 19 năm. 19 năm. Mời ông bà cô chú uống nước trái cây có một chút rượu á của hai chị em nè. Mẹ muốn ăn mực hay mẹ muốn ăn gì mẹ? Mẹ ăn mực, mẹ không ăn tôm. Mực nha. Ông có ăn gì? Cô bê mà. Cô bê á. Cô bê mua cái cô gờ á. Nhìn nó ăn cái mỏ của nó cuộn cuộn ha. Bé. Ừ. Ừ, ngon quá trời luôn á. Thôi. Tôm mua ở Costco ngon quá hả? Ăn đừng ngại Costco, ở nhà không mà ăn đi. Ăn đi, ăn xong rồi dọn tủ không sao. Nè mẹ lấy được không? Được. Mẹ ăn cuốn mẹ. À, cuốn rồi mới ăn cuốn rồi. Cái gì ngủ em kẹp cái áo vô thì ăn gì? Cái ấy hả? Cái chanh à hả? Ủa tôm mà chín chưa hả? Trang không ăn bấm niêm mà hối hận trả lời. Bấm niêm ngon quá. Già quá. Có. Đúng rồi mẹ, cái đợt này mưng tay con mua nó không được cả. Bỏ anh chút. Có. Đúng rồi mình con phải có bỏ mà. Nhìn cái đợt không, nhưng mà biết sao không? Không biết được cái lúc nào già không? Nó già là cây. Ủa này nè, cái cây bự nó già đó. Thường thường cái cây này nè mẹ. Mẹ, thường thường những cây này nè nó không già nè. Không? Ngon quá. Ngon. Lễ này lễ như thế nào anh nói cho bà cô chú nghe. Này mồi môi đây lễ tạ ơn của người lính anh. À. À, đã hy sinh phải không? Đúng rồi. Đã hy sinh về đất nước Mỹ phải không? Trời, tôm tươi quá nè. Nói chung là em không phải là người dân Mỹ ở đây, nhưng mà em biết một chút về cái lễ này. Bữa này chuyển đây à? Để đại á, em để đại em múc ra đúng không? Một bịch nó tính rẻ hơn chợ nha. Một bịch mà là 4-5 phao mà có 21 đồng. Đúng rồi. Đó bịch nó bịch vậy luôn á. Con bự con nhỏ cũng có 21 đồng à. Mà tính phao hết rồi. Ủa mẹ cái này đúng. Ừ, từ khi chị mua giờ nhà chị không có nghĩ là mua mang Việt Nam mang nữa. Mẹ nhúng nó không đều. Ủa mặn tôm ăn sao nó hơi mặn mặn rồi. Thì sao vậy? Chị đâu? Chú chi nè. Nó quậy nó đánh trong cái ớt liền mà. Ớt liền hả? Cái gì vậy? Nó mặn. Nó rẻ ở ngoài tôi mua nó không có tươi vậy. Tôi mua này xong tôi luộc lên. Nó làm gì để cho nó luộc để cho nó xả vô ngắn thơm. Làm gì để cho nó có độ vô độ à. Nhìn cái thịt nó nè. Mặn, ăn đi con. Tôi nhìn ăn đi mắc cỡ nha. Chơi là chồng của chị nuôi ra mắc cỡ lắm. Mắc cỡ không? Dạ. Chả này mắc nữa không? Hả? Chả này còn mắc cỡ không? Mắc cỡ là hại cái bao tử đó.
Bò nó ngon, là đẹp. Đi đó nó thấy mua luôn. No, em không mất thấy. Em không mất thấy. Thấy ở chợ chợ cái cục bự á. Cái cục này để cái nấu phở cái ăn á, hiểu không? Tái á. Nhà chị kia hái gì em chồng á, anh ăn thử á. Có mấy cọng à? Sáng có hái mấy cọng. Ừ. Sáng á, cái to bữa đó. Ngon hả? Sáng em đi ra ngoài chợ rất là đông nha. Nhưng mà ngày hôm qua nó đông nhiều hơn. Mà rồi sáng này á, ở ngoài chợ đông lắm luôn nha. Đi ra đường á, ngoài đường á, xe đông nghẹt luôn, không có cửa đi luôn, đứng mà nhích nhích á. Tại vì á, một phần nó lễ này á, có là hôm nay thứ hai là đúng ngày lễ, nhưng mà có những cái tiệm nail á người ta mở, và có những tiệm nail người ta đóng luôn. Và với lại á, hình như mấy người làm về hãng người ta nghỉ phải không? Hãng được nghỉ đó, bởi vì cái đường rất là đông. Giống như tiệm nail của chị em nè, nghỉ phải không? Ngày mai có được nghỉ không? No, no. Ngon. Nè, cái mực nó khó gắt. Chưa chín mà. Giờ cái ăn mấy này rồi. Nó đã chín chưa? Chín rồi. Nó chưa chín. Hả? Ủa chai nhắm chín rồi của em chưa chín trắng quá vậy? Mình trụng rồi mà ngăn. Mấy cái này chín quá ăn không ngon đâu. Rồi chai. Vừa vừa chín thôi. Mày cuốn không? Mày cuốn không? Hả? Mẹ ăn mày cuốn thôi, mày cuốn bự quá. Dạ, em điểm là bự gì? Có cắn chắc à. Tao cho con giả làm gì? Thôi, bây giờ cái chén á, mày bỏ bún vô rồi ăn cũng được con rồi. Bún với rau á. Không. Thôi, bây giờ mẹ ăn. Làm cái này là hót uống vậy, đá vô nó lạc hết rồi. Ấy lại. Mẹ ăn giống như con vậy đó. 1, 2, 3, vô. Thế chị miếng bánh chán đây, Trang khỏi chấm đây, chị ngâm đây nè. Còn không định chị lấy thêm bánh tráng. Bỏ đây còn. Ở đó vô đây. Chứ nữa em rửa hết chấm này là vợ chị. Chân giấy. Hả? Chân giấy. Mày nói chân giấy, cái này đâu phải chân giấy không? Cái này không dục. Lau nó đó, chị Trang nó lau. Nó chị Trang nó lau. Cái gì? Ừ. 210 triệu. Bên đó cái gì cũng rẻ. Thế muốn nhân viên, muốn mặt bằng cái gì cũng rẻ hơn á. Ủa, bên này bảo hiểm sức khỏe thì có, mà bảo hiểm dạy răng thì... Bỏ kim vô thôi. Nó luôn vậy. Nó có bán cho một cái niệm mà mắc. But only give you cleaning, basic cleaning. Rồi, nó có bán trong cái luôn, nhưng mà dưới điều kiện của mình, nó chịu trả cái giống tiền thôi. Anh lấy bò đi anh, lấy bò lên nè. Nhưng mà mình không có làm bên đây, không nên mua. Ở bên đây. Tại vì mình đâu có làm nhiều đâu, làm mua uổng không anh. Bên đây mà giống như làm nhiều á. Mấy cái basic cleaning nhổ răng rồi, mấy cái root canal á. Làm mua cái nó có lòng hả? Nhưng mà em còn nhỏ cái, em còn nhỏ em mua dễ hơn. Ừ. Tùy theo công ty. Mấy cái đó muốn làm gì phải xin phép. Chính rồi đó, bò nó mỏng quá chín rồi. Bò này ăn gì được à, ngon béo hả? Bò này ngon ha. Nếu mà mình gọi bác sĩ thì ít cho mấy đợi mấy ngày đó. Này, bò nè. Dạ. Bữa anh vô, mình cho ly á, đi vô làm. Nó bỏ cái bò vô thử nha. Vô làm này, only just bò cái vàng quá. Nó ngon tắt á. Bò này ngon hơn nè. Maybe 2 hours to keep thôi. Được. Bỏ vô. Giống nhau quá. Nè, sao không ăn đi nè. Nó đâu, nó mang vô. Bỏ vô. Bỏ vô. Không ăn. Nó nói vậy không? Ngon mà. Mẹ nắm không mẹ? Đương nhiên rồi. Nắm thì đừng bỏ thịt. Nắm chưa chín ăn thôi. Không mà đừng rồi, đừng ăn nhiều. Đúng không? Anh bỏ một chút để rồi. Thôi rồi. Đang mà. Ở dưới đừng nắm luôn. Mẹ không tâm đi. Ăn cho nó ăn, nó đưa anh viên nó ăn rồi nó mềm. Mẹ miếng bò này tan chảy vô miệng luôn á. Ăn lòng miếng không tâm. Mềm. Bò nó nắm nó tan chảy vô miệng luôn. Đây nè. Không, con này đâu hết đâu. Cô bé mà. Ừ, cô bé. Em cô bé có không? Cô gỡ. Cô bé cô gỡ đó, trời đất ơi. Vậy là mười mấy đô đó. Nó cắt đó. Nó cắt mười mấy ngàn á. Trang nó nhìn nó bò này ngon nữa. Sao hả? Nó bò chị mua này ngon.
Ủa sao hôm nay chỗ cô gần nó có cái này thường thường á, em ít đi làm thái lắm. Ở chợ Zion nó có nhiều lắm. Chị đi về đó, đi á, chị định ghé khu gờ, khu qua mạc, không qua mạc không có đâu, Mỹ Giang với Mễ nó lượt hết rồi. Ừ. Khu gờ làm cái đỡ hơn. Ừ. Thích ăn cái đầu. Ừ. Ăn cái đầu tôm á. Nhưng mà hồi bữa gì mẹ nó trong phòng mẹ nó nói trong phòng mẹ con mới kẹo con sợ nó lên lầu nó phá cái đầu nó mặn lắm gì mẹ hả? Mẹ ăn không đi không ăn hả uống miếng đi nó đang chảy luôn nè nó đang chảy luôn cái miếng này nè còn máu ăn nữa mẹ đây ngủ xuống nè nè không máu nè máu ở đường ngăn thấy là máu không cứng hết rồi mới thì ghê cái này nó còn máu cái này nè cái này em nói cho bỏ vô tan chảy nè khi em bỏ cắt ra em để hoài 15 phút đi rồi nước chảy không hả bỏ ra nước mà nhớ mày nhớ đầu ăn bỏ ra nước á thấy không hồi nó cuộn ra nước mà miếng bò nó chảy ra rau còn rau sống nữa cha ở dưới cân trộn lên nè bỏ bò thấy không nó đỏ đen thấy không nó gắm ra hết nó mới như leo ngoài tôi niệm mà như leo à quá trời rồi anh nói rau nè rau là trong nhà không đó dạ yeah. Chỉ có trà đất thôi quá trời một vườn rau mà rồi bán mực á mực á gia đình em á thì hôm nay là ăn uống vui chơi trong ngày lễ của ngày của lính á thì đến đây xin tạm dừng. Em rất là cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã bỏ thời gian coi video của gia đình của em. Em cũng chúc cho tất cả ông bà cô chú anh chị trên toàn thế giới có một ngày vui chơi thật hạnh phúc cùng bên gia đình. Bye bye. Xin chào cả nhà. Mẹ với chị muốn nói gì không? Không, chúc cả nhà một kỳ lễ thật là vui vẻ, hạnh phúc và đầy năng lượng để chuẩn bị ngày mai đi làm việc lại. Dạ. Tất cả mọi người trên nước Mỹ. Happy Memory Day. Bye bye. Bye. Giờ này mà 9 giờ còn chưa tối nữa. Ông bà cô chú anh chị, chồng em nói là giờ này là 9 giờ ở bên Mỹ á, chưa tối ở tiểu bang ở bang Georgia. 9 giờ khuya. Ôi trời, nhìn cứ tưởng là 6 giờ anh ha. À. Nè giờ này còn sáng luôn nè. Đó.